Billy ơi, chắc ba phải đổi trường cho con quá. Tại vì cô giáo không có thông minh như con. Mỗi lần con đi về thì ba hỏi con hiểu bài cô giáo không, con kêu con hiểu. Nhưng mà cô giáo cứ email cho ba nói là những cái bài con làm cô giáo không hiểu. Làm sao? Hả? Cô giáo thông minh hơn con hay là con thông minh hơn cô giáo?